Báo Nói kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Chân dung Hoa hậu nắm giữ nhiều kỷ lục tại Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, Nguyễn Diệu Hoa chính là Hoa hậu sở hữu nhiều điểm đặc biệt. Nguyễn Diệu Hoa sinh năm 1969 tại Hà Nội. Cô đăng quang cuộc thi Hoa hậu toàn quốc báo Tiền Phong năm 1990, tiền thân của Hoa hậu Việt Nam khi đang là sinh viên năm tư của Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Dù không sở hữu vóc dáng quá nổi bật, song sau 26 năm, Nguyễn Diệu Hoa vẫn đang là người đẹp được không ít người quan tâm, chú ý. Điểm đặc biệt đầu tiên của Hoa hậu này là nhóm Hoa hậu hạn chế hình thể nhưng lọt top 5 cuộc thi nhan sắc quốc tế. Trong dàn người đẹp từng đội vương miện Hoa hậu Việt Nam, Nguyễn Diệu Hoa thuộc nhóm Hoa hậu có chiều cao, hình thể hạn chế. Bởi thời điểm đăng quang cô chỉ cao 1m58 và có số đo 3 vòng lần lượt là 81, 61,5, 84cm. Bùi Bích Phương đăng quang năm 1988 và là hoa hậu thấp nhất với chiều cao 1m57. Tuy không sở hữu đôi chân dài nổi bật như thế hệ hoa hậu đàn em, song Nguyễn Diệu Hoa chưa bao giờ cảm thấy tự ti vì nhược điểm này. Thời điểm năm 2008, Nguyễn Diệu Hoa được đại diện quốc gia tham dự cuộc thi Miss World Hoa hậu quý bà thế giới. Bằng sự tự tin, vốn hiểu biết phong phú cùng cách ứng xử thông minh, Nguyễn Diệu Hoa gây bất ngờ khi vượt loạt ứng cử viên sáng giá có vóc dáng nổi trội để lọt đến tận top 5 chung cuộc. Vài năm trở lại đây, Diệu Hoa không thường xuyên tham gia các sự kiện giải trí, nhưng mỗi khi xuất hiện, cô luôn thu hút đám đông bởi nhan sắc trẻ trung cùng phong cách ăn vận hiện đại. Kỷ lục tiếp theo là hoa hậu thông thạo nhiều thứ tiếng nhất. Nguyễn Diệu Hoa từng theo học khoa tiếng Nga của Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Sau khi trở thành hoa hậu, cô tiếp tục duy trì công việc học tập để nhận thêm bằng thạc sĩ kinh doanh tại Thái Lan. Không ngừng bổ sung và trao dồi kiến thức tiếng nước ngoài, năm 2006, Diệu Hoa được ghi vào sách kỷ lục Việt Nam với danh hiệu Hoa hậu thông thạo nhiều thứ tiếng nhất, gồm tiếng Anh, Nga, Pháp, Ấn Độ và Thái Lan. Là hoa hậu hiếm hoi ở Việt Nam phát lập được kỷ lục riêng, Nguyễn Diệu Hoa trở thành hình mẫu người đẹp có trí tuệ, được nhiều chân dài ngưỡng mộ, học tập theo. Tiếp theo là hoa hậu đông con và có cuộc sống đáng ghen tị. Hiện tại, Nguyễn Diệu Hoa cùng với Hoa hậu Việt Nam 1992 Hà Kiều Anh và Hoa hậu Phu Nhân Người Việt Toàn Cầu 2012 Thu Hoài đang là những bà mẹ ba con đầy cuốn hút của làng giải trí. Tuy nhiên, trong dàn hoa hậu đông con nhất Việt Nam, Nguyễn Diệu Hoa lại có cuộc sống êm đềm, ít sóng gió hơn hẳn những người đẹp còn lại. Năm 1993, Nguyễn Diệu Hoa bất ngờ lên xe hoa với một doanh nhân người Ấn Độ. Tưởng rằng cuộc sống làm dâu ở nước ngoài sẽ khiến cô gặp nhiều khó khăn, bỡ ngỡ, song Nguyễn Diệu Hoa lại có mái ấm lý tưởng với người chồng tâm lý cùng ba đứa con tương tán ngoan ngoãn. Được biết thời điểm mới kết hôn với ông xã ngoại quốc, Nguyễn Diệu Hoa không khéo đến mức dành nhiều thời gian học ngôn ngữ cũng như tìm hiểu văn hóa giao tiếp của Ấn Độ để tiện ứng xử với bố mẹ chồng. Sau rất nhiều năm làm vợ, làm mẹ, Nguyễn Diệu Hoa luôn cảm thấy mình là người may mắn khi có cuộc hôn nhân êm ấm và luôn tràn ngập niềm vui, niềm hạnh phúc. Hiện tại Nguyễn Diệu Hoa đang là giám đốc kinh doanh của một công ty tại Thái Lan. Dù công việc bận rộn nhưng cô vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để chu toàn mọi việc trong gia đình. Chuyện ít biết về người tình định mệnh 17 năm của Hồ Ngọc Hà. Quý vị và các bạn thân mến, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Hồ Ngọc Hà, Nguyễn Hùng đã biết chắc rằng cô gái này nhất định sẽ thành ngôi sao nổi tiếng. Trong giây phút ấy, có một tiếng nói từ bên trong thúc giục anh phải đi theo người con gái này. Từ đó đến nay đã gần 17 năm, hai người vẫn luôn song hành cùng nhau. Nhắc tới Hồ Ngọc Hà, người ta nghĩ ngay đến Nguyễn Hùng và ngược lại. Chỉ có Nguyễn Hùng mới khiến Hồ Ngọc Hà rạng rỡ và xinh đẹp nhất. Tên tuổi Nguyễn Hùng cũng rần rần trong giới người nổi tiếng, nhưng báo chí không nhiều người viết về anh, công chúng lại càng ít kẻ biết. Lý do nghe thật buồn cười, chỉ vì Nguyễn Hùng lười gặp truyền thông. Ngay cả cuộc gặp gỡ giữa tôi và Nguyễn Hùng cũng sắp xếp gần 3 tháng mới diễn ra. Nguyễn Háo Mộng Hùng là tên đầy đủ của anh, nhưng khi đi làm, mọi người quen gọi là Nguyễn Hùng. Theo lời Nguyễn Hùng kể, gia đình anh ngày xưa rất khá giả. Ông nội mất sớm nên bà nội là trụ cột chính về kinh tế trong nhà. Sau này vì biến cố thời cuộc, kinh tế gia đình sa sút, nhưng dù cực khổ thì cuối tuần mọi người vẫn nghỉ ngơi nhảy đầm. Ấn tượng của Nguyễn Hùng về bà nội là người phụ nữ đẹp, mạnh mẽ, có lối sống rất tây. Bà nội thường tô son màu đỏ, mái tóc uốn, sơn móng tay và mặc những bộ đồ tân thời, sức dầu thơm, nước hoa. Hình ảnh đó vô tình ám ảnh anh nên ngay từ nhỏ Nguyễn Hùng đã có sự khác biệt so với nhiều cậu con trai bình thường khác. Anh chia sẻ, hồi nhỏ tôi sống rất khép kín, gần như không chơi với ai. Nói theo cách bây giờ là tôi thuộc dạng hơi tự kỷ. Cả ngày tôi chỉ thích làm váy áo cho búp bê, ẵm nó đi vòng vòng trong nhà. Nhà tôi có ba chị em, tôi ở giữa, chứ còn một người em trai. Chị gái tôi có váy jean xếp ly rất đẹp. Hồi học lớp 1, tôi thậm chí đòi mặc cái jean đó và mang guốc đi học. Guốc phải gỡ miếng cao su ở đế ra để đi ngoài hành lang nó kêu cộp cộp mới chịu. Tới trường cô giáo nói,
Mộng Hùng, em là con trai, sao lại mặc giáp đi guốc? Ngày mai không được mặc như vậy nữa. Lúc đó tôi không nói gì, tôi không gật cũng chẳng lắc đầu, nhưng ngày hôm sau không dám mặc thấy tới trường nữa. Nguyễn Hùng thừa nhận mình là gay, nhưng vì được bộc lộ từ bé nên gia đình không ai sốc khi anh công khai giới tính thật. Chia sẻ về những phản ứng của gia đình, anh nói: gia đình cảm nhận được giới tính của tôi từ nhỏ nên sau này họ ứng xử rất tự nhiên. Lúc tôi trưởng thành, bà nội có lần cũng kêu lập gia đình. Tôi nói: con chỉ muốn đi làm nuôi ba mẹ, con không thích lập gia đình. Bà nội nói: ờ thôi, con là chúa gợi tới chơi ba mẹ con, không sao đâu. Nhờ có câu nói đó của bà nội mà tôi thấy mọi thứ với mình thật nhẹ nhàng. Dù được bà nội và mẹ đồng thuận về chuyện sống thật với giới tính của mình, nhưng cha anh cũng một thời gian rất không vui về điều này. Ông mong muốn con trai mình phải là đàn ông đúng như ngoại hình của nó sinh ra, nhưng sự thật không được như ông muốn, nên một thời gian cha con gần như không nói chuyện với nhau. Anh bảo sau này, anh chỉ biết dù bằng cách cố gắng kiếm thật nhiều tiền về cho gia đình. Năm 24 tuổi, nghe lời dụ dỗ của một người bạn, Nguyễn Hùng khăn gói ra Hà Nội học nghề trang điểm từ thầy Travis Minh Đức, một tiệm áo cưới nổi tiếng trên đường EQ. Hồi đó, Hồ Ngọc Hà vừa tham gia giải siêu mẫu mở rộng và đang đóng phim Hoa Cỏ May. Hà năm ấy mới 16, cô làm người mẫu cho tiệm áo cưới nơi Nguyễn Hùng đang học việc. Nguyễn Hùng không bao giờ quên được ấn tượng ngày đầu gặp Hồ Ngọc Hà. Cô diện một chiếc áo sắc nách, cổ lọ màu đỏ, khuôn mặt bừng sáng bước vào tiệm áo cưới Minh Đức. Vừa nhìn thấy Hà, Nguyễn Hùng nghĩ ngay: cô này chắc chắn sẽ trở thành ngôi sao nổi tiếng. Anh chủ động xin David Minh Đức cho làm việc với cô. Không ngờ càng làm việc càng hợp ý, càng thích nhau đến nỗi sau này Nguyễn Hùng vào thành phố Hồ Chí Minh cũng lại lôi Hà vào theo. Họ gắn bó với nhau tới nay đã ngót 17 năm. Hai người không những thuộc hết tính cách của nhau, họ thậm chí còn có thể nói ra những suy nghĩ của người kia. Nguyễn Hùng khẳng định: tôi và Hà hợp ý tới mức gần như không bao giờ phải tranh luận. Nguyễn Hùng cũng là người chứng kiến từng người tình đến rồi đi trong cuộc đời Hồ Ngọc Hà. Anh cười nhận mình là người tình duy nhất luôn ở lại và chung thủy với cô vô điều kiện. Dù Hà có tới với người đàn ông nào thì anh cũng không quan tâm. Anh chỉ quan tâm tới cảm xúc của cô, vui hay buồn, hạnh phúc hay đau khổ, và cứ thế im lặng đi bên. Trong 2 năm rưỡi ở Hà Nội, ngoài Hồ Ngọc Hà, Nguyễn Hùng còn trang điểm cho nhiều người mẫu khác, nhưng tên tuổi của anh chỉ thực sự tỏa sáng khi quay vào thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là người duy nhất làm vừa lòng Hồ Ngọc Hà, Nguyễn Hùng còn là sự lựa chọn hàng đầu của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như ca sĩ Khánh Ly, Phương Dung, Thanh Tuyền, Lệ Thu, Bạch Yến mỗi khi họ về Việt Nam biểu diễn. Anh cũng từng có 8 năm trang điểm cho Thanh Hằng, 6 năm cho Hương Giang và 2 năm với Liễu Nhã Kỳ. Sau này Hồ Ngọc Hà có show bell, lịch diễn quá dày nên anh chủ động ngưng làm việc với những người khác để tập trung cho cô. Nguyễn Hùng nói: giống như yêu quá nhiều người thì tình cảm sẽ không sâu sắc với ai, nhưng nếu dành cho một người thì nó sẽ hiệu quả hơn. Trong một buổi chiều ai cũng cần trang điểm, tôi làm không xuể. Khi Hà có em bé, tôi phải xuống nhà nữa nên buộc phải ngừng hết những người khác. Chia sẻ những suy nghĩ của mình về các nghệ sĩ nổi tiếng anh từng làm việc, Nguyễn Hùng không ngại bày tỏ: Hồ Ngọc Hà là người thông minh, ấn tượng nhất mà tôi từng gặp. Hà là người rất chừng mực, vừa tình cảm vừa lý trí, hai thứ đó luôn cân bằng và rõ ràng, không cảm tính. Thanh Hằng, Khánh Thi sống rất tình cảm. Anh Thư là ngôi sao ngoan ngoãn, Bảo Anh thì nhút nhát, Hương Giang đẹp nhất, còn Lý Nhã Kỳ và Xuân Nguyễn là ngôi sao hào phóng nhất. Nguyễn Hùng bảo nghề nghiệp này đã cho anh cơ hội được làm việc với nhiều ngôi sao nổi tiếng và đi nhiều nơi. Thậm chí đến cuộc thi Hoa hậu Quý cô quý bà người Việt ở Mỹ, họ cũng mời bằng được anh sang trang điểm. Họ sẵn sàng chi tiền vé máy bay, chi phí ăn ở trong suốt mấy tháng diễn ra cuộc thi và trả thù lao hậu hĩnh cho Nguyễn Hùng, trong khi bên đó không thiếu người trang điểm giỏi. Nguyễn Hùng bảo: tôi mang ơn họ vì họ đã chọn tôi chứ không phải ai khác. Trương Thế Vinh thừa nhận đã chia tay bạn gái cơ trưởng. Quý vị và các bạn thân mến, thời gian qua, một số bạn bè thân của Trương Thế Vinh cho biết anh và bạn gái Đông Phương đã hủy hôn, thế nhưng cả Trương Thế Vinh lẫn Đông Phương đều không lên tiếng. Mới đây, Trương Thế Vinh đã chính thức thừa nhận anh và bạn gái chia tay nhau cách đây vài tháng. Nam ca sĩ cho biết vì đây là chuyện buồn nên anh không muốn nhắc nhiều, nhưng nếu không nói mọi người lại đồn đoán, theo dệt câu chuyện theo nhiều hướng, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của anh và bạn gái cũ thì không nên. Nam ca sĩ diễn viên thổ lộ: chuyện tình cảm rất khó để nói trước, chỉ có người trong cuộc mới hiểu hết, nên dù có giải thích cũng chẳng để nói lên điều gì. Hơn nữa đây là vấn đề riêng tư, tôi không muốn chia sẻ quá nhiều để tránh những hiểu lầm việc lấy chuyện tình cảm để PR bản thân. Đây cũng chính là lý do mà tôi quyết định lựa chọn im lặng trong suốt thời gian qua. Trước thông tin bạn gái cũ chuẩn bị lên xe hoa với người đàn ông khác, Trương Thế Vinh rất bất ngờ, bởi sau chia tay anh và cô vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, anh chưa từng nghe về sự việc trên. Hiện tại, Trương Thế Vinh đã lấy lại cân bằng và tập trung nhiều vào công việc. Anh tham gia nhiều dự án phim truyền hình,
mới nhất là bộ phim Đặc vụ ở Macau đang được phát sóng. Bên cạnh đó, Trương Thế Vinh còn có mặt với nhiều vai trò trong các game show và tập trung vào công việc kinh doanh riêng của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Để cập nhật những bản tin mới nhất của chúng tôi, quý vị có thể đăng ký kênh hoặc ấn subscribe kênh Báo Nói. Hy vọng rằng những thông tin chúng tôi mang lại sẽ khiến quý vị và các bạn cảm thấy hài lòng. Xin chào và hẹn gặp lại!